Anh em cùng xem với hình Samsung Fold 2 kết quả sửa chữa tốt đẹp đã đến với anh khách này ha. Máy này bị nhiều lỗi với màn trước nó sập nè, mà màn trong anh em xem cái video hình đã dưới comment cái link á, anh em thấy lúc mà tiếp nhận cái màn trong tình trạng nó rất là tệ, nó trắng xóa hết và nó chớp nhé, và cái màn bản chất nó cũng đã lỗi, nó có nguyên một cục đen ngay chính giữa màn hình rồi đó. Tình huống máy này nếu mà muốn tiếp tục sử dụng thì đa số là những tiệm sửa chữa họ cũng ngán lắm anh em, chán trường luôn. Tại vì sao? Tại vì vừa cái màn trong là thay đó, màn ngoài cũng hư, thì người ta cũng không muốn nhận cho anh em. Nhưng mà hôm nay chúng ta cùng xem kết quả sửa chữa nha. À, cái màn hình nó đã lên anh em, màn hình trong nó đã lên ha, cái cục đốm nó vẫn còn ở đây. Rồi bây giờ hình mở khóa ra cho anh em xem nha. Cái dịch vụ này dịch vụ này thì không dành cho những anh em mà không chuyên về cái dòng này, bởi vì nếu mà không chuyên về cái dòng này họ nhìn cái máy rồi họ ngán rồi, không muốn làm luôn á anh em, nhìn là thấy ngán rồi. Rồi ok, hiện tại cái đốm nó vẫn là cái đốm đó thôi, nhưng mà màn hình đã lên sáng đẹp bình thường rồi, vô hình răng bây giờ nó lại rất là hợp lý luôn. Chúng ta đâu, cái đốm này cũng không ảnh hưởng lắm, chúng ta xài vẫn ngon lành, nó vẫn là một cái máy mở ra màn hình to, màn hình sáng đẹp đúng không anh em, và chi phí nó rất là rẻ so với việc phải thay nguyên một cái màn hình. Đỉnh cao của cái việc sửa chữa mình theo đuổi luôn là những cái công tác như thế này, và cái cây máy này nó minh chứng rõ nét cho cái điều đó. Đó, từ một cái máy chúng ta nhìn và chúng ta ngán, chúng ta không muốn sửa nữa, mà chúng ta không chưa biết về cái dòng này, nhìn thấy cái màn nhá chớp tùm lum hết ở giữa nguyên một cục mực đen thui đó, kêu sửa gì nữa giờ. Nhưng mà đến khi nó hoàn chỉnh như thế này, chúng ta lại thấy cái máy này ngon lành vô cùng đó. Chi phí bỏ ra thì nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc phải thay màn hình mới đó. Con Fold 2 là một trong những dòng Fold bền nhất trong từ trước đến giờ. Hình đánh giá 1, 2, 3, 4 thì 1, 2 là rất là bền, 3, 4 thì cái tốc độ mà lỗi cáp của nó nhanh hơn những thế hệ đầu đó, nên là anh em thấy cái máy này vẫn rất là hiệu quả. Ngày hôm nay chúng ta xài đến thời điểm này thì có thể nói là máy nó không còn bước vào cái giai đoạn mà xài không nổi nữa rồi nè. Cấu hình máy, những cái ứng dụng đa số là đều xài được như nhau. Cái máy cách đây 3-4 năm vẫn xài tốt những ứng dụng anh em hay xài. Cái máy mới ra gần đây nó cũng không có nhanh hơn là bao nhiêu đó, thêm tính năng này nọ thôi. Nên là anh em đang dần dần theo cái xu hướng là anh em gắn bó với một cái máy nó lâu hơn, hư thì chúng ta mới bỏ à. Bởi vì còn dữ liệu, còn nhiều khi mang tính chất kỷ niệm nữa. Có những cái máy thì chúng ta mua nó xong, chúng ta cảm thấy nó may mắn, ta làm ăn rồi được. Cái nhiều anh em cứ thích sửa hoài à. Cái khi mà mình làm nghề, mình tiếp xúc với những cái ca máy, mình cũng hiểu cái tâm tư của anh em rất là nhiều. Có những cái máy nó cũ, nó nát, anh sửa nhiều lần anh vẫn muốn sửa tiếp, vì đơn giản là cái máy này nó hên, nó may mắn đó, chúng ta có cái niềm tin đó nữa. Rồi ok, bây giờ con Samsung Galaxy Fold 2 vậy, máy này hình làm cái gì? Thì máy này anh em mà thấy nó chớp trắng màn hình như cái clip hình để ở dưới á, thì anh em đừng có đi thay cáp gập rồi nha. Anh em thay bao nhiêu cáp nó cũng không hết được cái bệnh này. Đó, bệnh này là hoàn toàn do màn hình luôn, và chúng ta phải giải quyết bằng một cái thao tác nó cao cấp hơn, đó là ép của cáp màn hình. Ép của cáp màn hình trên cái dòng Fold màn hình gập như thế này, nó ở một cái mức độ, một cái cấp độ khác so với những cái công tác ép của cáp thông thường. Đó, anh em xem trên channel của mình, anh em biết ngay từ đầu tiên những cái máy mà bị lỗi cổ cáp là mình đã làm cho anh em từ trong cái thời dịch rồi. Đó, trong cái mùa dịch thì nhớ anh em gửi máy qua nhà mình rồi, trong điều kiện giới nghiêm rồi các kiểu đó, cũng ráng và thu xếp cũng làm được cho anh em một mớ những cái máy mà thời dịch đó. Đó, thì cái kinh nghiệm của mình tích lũy rất là nhiều để nó đến cái giai đoạn này, khi mà làm những cái công tác cổ cáp nó cao hơn như thế này là những phô thì bên mình vẫn đảm nhiệm nổi ha, vẫn đảm nhiệm nổi và đưa ra cái kết quả tốt đẹp như thế này. Đây không phải là cái máy đầu tiên mình làm ép cổ cáp cho Samsung Fold, mình làm cũng rất là nhiều rồi, và dựa trên cái kinh nghiệm của mình thấy chất lượng nó tốt, độ bền nó cao. Anh em xài lưu ý cái vấn đề ẩm nước. Cái màn hình trước nó bị sập đó, màn hình trước nó bị sập cũng là từ ẩm mà ra. Cái màn hình trong nó bị trắng, nó bị chớp cũng là từ ẩm mà ra luôn đó, nên là anh em xài kỹ lưỡng khô ráo đó. Không phải là chúng ta rớt hẳn vào nước mà anh em đi mưa anh em cứ móc ra nghe thoải mái, hoặc là anh em để trên mặt bàn ẩm nước, hoặc là tay anh em nhiều khi nó nhiễu nhẹo nước, chúng ta cứ cầm vào nó thấm vào những cái cạnh, nó chảy vào những cái khe hở dưới đây nè anh em đó, nên anh em lưu ý ha. Rồi ok, Samsung Galaxy Fold 2 bất kỳ một lỗi nào từ đơn giản đến phức tạp nhất bên mình đều giải quyết được cho anh em hết. Nó không cụ thể một ban bệnh nào, mình làm full ban. Rồi cảm ơn anh em cần tư vấn cứ liên hệ với mình.